Vào những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh hai mẹ con có hành động hôi của nước ngọt bên đường bất chấp sự phản đối năn nỉ của tài xế xe đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Đặc biệt là thái độ thách thức gọi công an của một người phụ nữ lại càng gây bất bình. Trước sự việc trên, bà L cho rằng mình không có lỗi vì chỉ nhặt những lon bị móc méo. Sự việc xảy ra tại cầu vượt trạm 2 quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải ở ngõ tư Gò Dưa như chia sẻ trên mạng xã hội trước đó. Người phụ nữ mặc áo sọc đỏ trong clip chính là bà Trương Thị L, quê Trà Vinh, tạm trú quận 9. Người đi cùng mặc áo đỏ đội mũ bảo hiểm màu xanh là con gái của bà. Bà L cho biết, trong những ngày gần đây, bà rất bức xúc khi mình bị chửi bới trên mạng về việc lụm những lon nước ngọt. Bà chia sẻ, tối ngày 11 tháng 7, khi thấy nhiều thùng nước ngọt từ xe tải bị tuột dây rớt xuống đường, bà đạp xe qua đường để lụm những lon nước ngọt hư hỏng. Cá nhân bà L thấy nhiều lon nước ngọt rơi bị móc méo, bị xe đi qua cán nát nên mới gom lại để sát lề đường. Sau đó bà ngồi xuống bắt đầu lựa và chỉ nghĩ rằng cái nào còn thì gom lại, hư thì cũng bỏ không nên nhặt về để bán ve chai. Thời điểm đó có rất nhiều người dùng xe máy chở một lần 2-3 thùng đi mất. Bên cạnh đó, bà L khẳng định, tôi có ăn cướp, ăn trộm gì đâu mà đòi gọi công an nên mới bảo, ngon thì gọi đi, tôi chờ. Con gái của bà L cũng phân bua, khi thấy một thanh niên chạy lên giật lon nước ngọt bị hư hỏng trên tay mẹ nên chị mới nhào lên tranh cãi. Sau khi tranh cãi, hai người phụ nữ trở về nhà với hơn 10 lon nước bị móc. Đến khi phát hiện đoạn clip trên mạng chỉ trích bà L hôi của khiến hai mẹ con bà ngỡ ngàng và cho rằng đoạn clip không thể hiện hết đầu đuôi câu chuyện. Hiện đoạn clip và lời trần tình của bà L vẫn đang nhận được những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Trước mắt, một người phụ nữ bán tạp hóa nơi xảy ra vụ hôi của cũng đã xác nhận, vào thời điểm đó có rất nhiều người đã đến và dùng xe máy một lần chất nhiều thùng nước ngọt lên xe chở đi, do hôm đó tối quá nên không nhìn rõ mặt.